các bạn, chúng các bạn có thể trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình xin review cho mọi người xem một cái ngôi nhà mới của mình. Mình đang vừa mới xây xong mọi người, xây sắp xong rồi ấy, không phải là xây mà là chắc là lắp ráp gì đó. Nhưng tại vì đây là nhà gỗ nên là không được gọi là xây. Nhà gỗ này thì có giá lên đến hàng chục tỷ đồng mọi người. Bình thường là mình xây nhà gạch đá là nó chỉ vài trăm triệu thôi, nhưng mà mình xây nhà gỗ nên là nó rơi vào khoảng chục tỷ nha mọi người. Đấy, tất cả các gỗ ở đây, nội thất ở đây đều là các loại gỗ xịn được ngâm từ 90 năm trên đời mới ra một thùng gỗ. Với cả được nhập từ bên nước Mỹ về, như là gỗ nó rất là chắc chắn và rất là cứng rắn nha mọi người. Cái ngôi nhà này thì có thể để được khoảng 1.000 năm vẫn không phôi phai nha mọi người. Đấy, nó rất là chắc chắn đấy. Mọi người trên thùng gỗ rất chắc chắn. Đấy. Cái này thi thoảng khi nào mà đưa người yêu về nhà chơi có cãi nhau gì thì cần một mồi lửa thôi là sáng nhất nha, sáng nhất cái xóm này nha mọi người. Đó, mọi người xem cái độ này. Đây, đây là cái vừa tủ là kiêm bàn thờ nhà mình. Cái này là trị giá khoảng 17 tỷ. 17 tỷ. Tao bảo là nguyên cái nhà có 10 tỷ. Ờ gì vậy? À đúng. Cái này trị giá là 800 triệu nha mọi người. Đây chiếc quạt. Đây là chiếc quạt cổ nha mọi người. Chiếc quạt này được tìm thấy ở dưới sao ra ở ông cố nội, ông cố ngoại thì ông tổ tiên, tổ tông gì để lại chôn cất ở dưới đất được mình đào lên. Nó có giá, có người trả mình 20 tỷ nhưng mình chưa bán nha mọi người. Tại vì đây là cổ vật nên là nó mình giữ được kỷ niệm nhưng mình không bán nha mọi người. Ở đây, đây là cái ấm siêu tốc, cái này nó rất là đặc biệt nha mọi người. Đấy, mình chỉ cần bỏ nước vào đây thôi, bật công tắc lên là khoảng 5 phút là nước sôi luôn nha. Rất là diệu kỳ luôn, có người trả 100 tỷ mình cũng không bán nha mọi người. Đấy, nhà mình toàn đồ cổ với cả đồ mới thôi, nó rất là thần kỳ nha mọi người. Đó, còn cái gì nữa ta? Đây là cái cây dừa. Cây dừa này là cây dừa của từ đời tổ tiên ông cha chúng ta để lại nha mọi người. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta khát là chúng ta chỉ cần trèo lên cây hái một quả dừa xuống thôi, uống một ngụm dừa vào là ôi thật là tuyệt vời lòng người luôn nha mọi người. Uống một quả dừa này là trường sinh bất lão, giống như là đào tiên của Tô Ngộ Không ăn đâu nha mọi người. Đấy, cái cây dừa này thì nó không có giá, nó là vô giá nha mọi người. Ôi, cho mà té như mà vô nó giá. Nó là vô giá nha mọi người. Đó, nhà mình rất là... À, đây luôn. Ôi, cái bộ bàn ghế này đó, nhìn thấy nó đã thấy nó sang chảnh không? Đây là bộ bàn ghế hoàng gia, được lấy từ vương quốc Anh, vương quốc Lào gì đó mọi người, vận chuyển về Việt Nam là mất khoảng gần một tháng nha mọi người, mất gần một tháng trời. Đấy, cái bộ này thì nó có trị giá lên đến hẳn 80 tỷ lận. Đấy, bộ này có trị giá 80 tỷ nha mọi người. Xạo lo. Rất là chắc chắn đó nha mọi người. Cái này nó có thể chịu được lực từ 10 tấn. Đấy, ngồi 10 tấn nó không gãy và nó có thể để được lâu, hàng vạn năm sẽ cũng không bị mọt, mối mọt nha mọi người. Còn cái gì nữa không ta? Người nhà của ai mà view ghê gì trời. Nhà của mình nha mọi người, nhà của mình đó. Không hiểu sao nhà của mình cắt mà chưa đến 200 triệu mà vô review mười mấy tỷ. Nó bây giờ cho mình á. Nó bây giờ là mình giàu có gì mua vài tỷ. Nó sao nghe nãy giờ là mình giới thiệu dùng nó thôi. Đây là tất cả những gì mình nói đều là thật lòng nha mọi người. Nó là dích kít ngập. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đó, này thôi mọi người là thế cái dây chuyền vàng này là hôm qua nó vừa khoe với mình là cái dây chuyền này là 10 cây, một cây trị giá là 50 triệu, 60 triệu, 10 cây trị giá là 600 triệu. 600 triệu. Ô. Nó là sao lo không vậy? Cái gì của nó 600 triệu, còn cái lắc tay này là gần 1 tỷ chứ mọi người. Nhìn nó vàng vậy thôi nhưng thực chất nó là kim cương xong rồi được mạ vàng nha mọi người. Nó kiểu là nó che đắp cái sự sang trọng của nó. Nhà tỷ. Nhà thì là cắt mười mấy tỷ. Nhà tỷ. Mọi người đừng có nghe không. Nó lừa cái 100 này là, tỷ. Nó rất là giàu có luôn mọi người. Bây giờ tiền hết tiền nó có thể giấu được mọi ngõ ngách, mọi ngóc ngách thì nó giấu dữ lắm mọi người. Mấy hả? Thi thoảng mình thấy tiền nó rơi rớt ở nhà mà đi ra đường mà có lỡ rơi 100-200 triệu nó bảo là thôi bỏ đi.
thời gian mà nó dừng lại, nó nhặt mấy trăm triệu đấy là nó có thể làm ra 1 tỷ ấy mọi người, nên là nó sang lắm, có rất tiền đâu, bây giờ nó xuống xe nó nhặt đâu, thằng cũng đâu mà mình cũng tính đi theo mình nhặt đấy, nhưng mà nó vít xe nhanh quá mọi người, mình lại cho nó nói là đây là chính. Đi đúng gì đây cục nhà. Không, vợ tôi nghe đi ra đây, vợ tôi đi lại với con nhỏ đảo tóc người cũ gì đây. Ủa gì vậy chờ? Nó nói chỗ nhỏ chị hớt tóc là người yêu cũ. Mỗi xàm vừa thôi mà. Tưởng người yêu cũ chị nó thấy vô tỉnh lùn quá. Em cũng tưởng người yêu cũ chị nữa. Thấy là đúng lắm luôn. Em xàm vừa thôi. Phải. Đúng rồi. Đúng. Mới đổ ha nó còn đợi là Ủa lúc mà bỏ khẩu trang lên ra. Ủa tên hả? Trời ơi người yêu cũ giờ này khỏe không rồi. Sống sao rồi có người yêu mới chưa? Trời ơi nhớ mày lắm rồi là. Nếu mà không có chưa có người yêu mới thì mình quay lại đi. Trời ơi mình về đây bên nhau. Ta nhận nghe. Mày tin không? À mày muốn bây giờ ta không? Đúng không? Mình Ủa gì? Mày nói tiếng ơi. Thật là hay lòng. Mày không đã. Trời ơi cái gì giống mình không? Đó nó lấy cái chuyện của anh ra để che đất cái chuyện của mình hiểu không? Nó ra đi cho anh đúng gì muốn thêm cái đó lên trên YouTube là tao là cái gọi cái gì mở đó mày thấy không mà như thế là không có đang nó đang có một cái gì đấy đang bịt miệng lại á, đang bịt miệng anh Ken lại á chị. Thôi tình đúng không? Bà nữ trao mày tao ngoài tiền ta là sao được gì biết sao có nhiều vợ bên Mỹ lắm. Nó vừa nói với mình nó bảo là đi xuống đây là nó sẽ mua Alaska cho mình ăn. Chủ nhà thì lỡ lục coi còn cơm nước gì không? Thay chủ nhà trời. Ủa chỗ ké. Ôi trời ơi. Ôi trời dây chuyền vàng này cũng lắc tay vàng luôn. Ôi trời. Ôi cộng lại cả mấy trăm tỷ luôn mọi người. Ôi trời thật là ngưỡng mộ. Trời ơi idol. Cho em xin chụp ghi idol. Xin dấu găng. Cho xin dấu găng nhé. Dấu găng này trị giá bạc tỷ. Ôi. Trời ơi. Thu quắc luôn á. Rồi lỡ coi cơm nước gì ăn uống gì ơi. Em có mua sẵn cho nó nè. Em đi tiếp anh. Trời ơi. Chị mua cho mày thôi đó. Chị lại em. Coi trong đây còn đồ ăn gì không. Nè. Canh chua. Hâm canh chua lại đi. Ăn không? Ăn cuồng đế không? Để tao qua lấy cho. Để tao đi lấy cuồng đế về cho mày ăn nha. Thằng Ken nó muốn ăn cuồng đế chứ gì. Thì mình đã có nhu cầu nó luôn. Cuồng đế nhà mình không có thiếu. Nhiều lắm. Tại vì nhà mình trị giá đắt tiền. Mình phải ăn đồ ăn phải cho nó đắt tiền theo cái giá trị giá của nhà mình đúng không? Nắng đèn cái lỗ đất luôn rồi ơi. Cho xin mọi cuộc đấy đi xuống nhà thờ. Nồi này mình mua mấy trăm tỷ thôi. Đây cuộc đấy đây. Cuộc đấy. Ăn cuộc đấy nè. Không cần ăn. Cuộc đấy nè, cái đây ăn hả mọi người? Cuồng đế. Ngon dữ trời. Cuồng đế hả? Tú nó đang nè, tiếng Anh nó đang nè, tiếng Anh. Đừng có tính làm sao vậy? Trời cua này, cuồng đế này lỗi mất tiền luôn nghe. Giỡn hoài nè, gặp không luôn nè. Các bạn thấy không? Cua này đặt gạch luôn.
nó còn ngon hơn cua hoàng đế nữa. Cái này là con cái của cua hoàng đế đúng không? Thì nó sẽ mắc tiền hơn, tại vì mới đẻ ra mà người ta phải nuôi dưỡng năng niu nó, không thôi là nó bị bệnh gì đó các bạn. Thì trong lúc mà thời gian mà nó có, ủa cái gì vậy trời, mày nghĩ sao vậy? Mày đãi khách bằng con cua này không? Cái thời gian á mà lúc trong lúc mà con cua hoàng đế mẹ nó chăm sóc cho con cua hoàng đế con, thì thời gian đó là thời gian mà đầy đủ chất dinh dưỡng nhất luôn á bạn. Xong rồi mình bắt nó ăn, tại vì á lúc này là cục chất dinh dưỡng nó bằng cái con cua này, nó chưa lan tỏa hết trong cái da thịt của con cua này. Khoan đó, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cua hoàng đế mà sống trong nước ngọt không? Cái này chị nuôi ở ngoài sau hè nhà chị á, nguyên hầm cua luôn thiệt, cua nước mặn đúng không? Tại vì chị thả nhiều tắm muối với lắm phải không? Nhà chị giàu mà đó, nhà ăn đi ngon lắm. Ăn 2-3 trứng không sao mà ăn nhiều quá nguy hiểm lắm. Làm 10 trứng ba phải còn nữa là em ăn nữa không? Đúng rồi. Đây, nó ăn 20 trứng được không? Ăn được đó. 20 trứng thả em không ăn cơm như vậy á. Mồ hôi nó tính mang cua này ra cho bọn mình ăn no trước, không mồ hôi nó mang cua đấy ra nhìn đi mồ hôi cho cua đấy. Không ăn thì ăn cơm cua nó nghe nói gì mua cua hoàng đế gì mà con chọn được cái con hả 80 kg gì đó là còn 80 kg chắc bằng em luôn á. Em á nó dài nó kêu xấu không nó kêu nội con 80 kg rồi cái càng nó anh biết không, bữa tao nghe điện thoại nó thuê nguyên một đội đi lặn biển mọi người để bắt con tôm hùm đó. Wow, nhất nát nó thuê một dàn người mà đến 50 người để săn con tôm hoàng đế đấy mọi người. Đấy tại vì nghe nói là giờ ai đi lặn biển xong cái bắt đầu camera này quay được cái con cua hoàng đế đó mọi người. Nó xong mà nó mới thuê một dàn người á, nó mới thuê một dàn người cũng 50 người để đi lặn để đi kiếm một cua hoàng đế rồi để bắt. Mình nghe nói là mới bắt được hôm qua rồi chắc đang vận chuyển về đây. Anh đi nói nhiều có quá. Vận chuyển về đây rồi nhưng mà bọn nó lấm lút, bọn nó giấu, bọn nó lén lút, bọn nó không chưa tính mang ra đây cho bọn mình ăn đâu mọi người. Tao bảo rồi hẳn 80 kg lần đó mày. Giờ nói chuyện nhanh vậy mà không nuốt cái lưỡi chặt. Đông người như thế này phải mang ra đây đi mọi người ăn tiếp cho không cả mày á, để một hồi bọn tao mà nhớ bọn tao không ở đây mày mang ra ăn không hết á thì nó sẽ bị thiêu bị hỏng mất đó mày hiểu không? Nên là bây giờ đang đông người này mày mang ra đây đi bọn tao ăn tiếp ăn phục cho. Chứ mày để một hồi nó cứ hỏng lãng phí lắm hiểu không? Ngon. Gì xuống này chị ạ? Có gì đâu buồn. Nó ở đây rồi, mày về đi. Thiên quá à, cái nó về, cái nó chọn đội đi về đây. Mày hỏi tao nó muốn về không? Không, nó không muốn về. Sao em biết không muốn về? Nó không muốn về, nó nói gì không muốn về. Sao mà mấy đứa cứ đỏ, không về chạy, nó về đây. Anh Duy Duyên gọi anh gửi nó làm nó đi rồi, bây giờ tự nhiên cái xuống đây bắt nó về làm gì? Kêu nó về, coi cơm bước gì coi, thấy giờ chưa có cơm bọng chứ chân kìa. Em không muốn ăn bắt cơm, cười. Nè, nè, cho hả? Cười, sao mày định để là cho bé yêu của tao ăn mà giờ mà ăn đi. Giỡn gì trời? Tao không muốn vậy đâu, kêu nó đi ra mới về đi. Mày đừng cứ là khó hoài vậy à. Mày vô mày hỏi nó con muốn về không? Trời ơi chẳng tháng rồi. Nó kêu là nó về, đưa nó đưa tới anh về nấu cơm cho nó ăn. Anh dạy má, ra ra gì. Anh về đi. Sao mà về được bây giờ? Nhà cửa có nhà không mở mà sao đi ở nhà người ta? Cũng mừng lắm. Nó đâu có nhà đâu, để nhà anh mà anh nói nhà anh mà. Thì nhà anh, nhưng mà từ trước tới giờ nó ở với anh, thì bây giờ phải về nhà anh cho nó đi chơi mấy đứa thôi, còn bây giờ phải đi về. Chắc phải cho hoàng qua mà đuổi làm sao đi luôn rồi. Đuổi người ta đi rồi tự nhiên cái cho lại đây. Bắt đầu kêu, lúc nào cũng kêu là đây là nhà làm gì ở nhà thôi nha.
thì kêu mày kêu nó ra đây nó điện với tao. Về, nó đang ngồi mày về nhà. Nó không muốn về mấy giờ nó xách đồ đi. Tụi mày chết tôi không mà tao cũng nói chuyện nhỏ nhẹ tụi mày rồi. Thấy lúc nào tụi mày cũng ép tao hết trơn á. Ép cho tao la làng, ép cho tao quậy quẹo tụi mày mới chịu qua. Giờ kêu nó ra đi gì với tao. Không, hỏi tao thử coi tao muốn về với mình không. Con Tú cũng ra đây, còn mấy chân ở đâu ở đây nữa. Ở đây đợi mày dòi vô mọi chết. Hôm qua mày đòi mày đuổi nó đi. Mày biết chưa mà. Mày bán chân cho chẳng cho thiếu mày ra đừng đi về ba nhanh lên đây. Không, 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 quỳ là sao bây giờ mày thì đang ấy đâu mày đang phá hoại tình cảm của tao thầy. Vậy ông quỳ xuống đi rồi bãi về với ông. Không phải tao quỳ xuống. Cái giỏ của tao quỳ cha quỳ mẹ thôi. Lúc nó đi bắt anh bắt nó quỳ. Bây giờ anh xuống đây. Thế bây giờ không phải nhà anh. Thì nó khác. Tụi mày có bằng có không mà tụi mày cứ xem thích xem thì chị tình cảm của tao vậy. Anh làm khó không? Anh bắt nó quỳ xuống anh cho nó đi. Tụi mày xem thì tình cảm của tao không à. Bây giờ tự nhiên cái về đây kêu nó lên là nó lên đó. Sao mà sai thiệt hả? Bây giờ ngã qua lên đây coi như tao chơi chơi về đủ rồi. Nếu không còn bạn bè thì yên đi, chuyện của tao tao giải quyết bây giờ đi. Ừ. Nhưng mà nó là, nhưng mà mày nuôi nó mới được chứ từ ngày nào chứ còn tao là người nuôi nó là. Không là con của nó đang nuôi. Giờ kia nó ra đi, đừng nói nhiều quá. Kia nó đi ra đây, đừng đi về với tao. Về làm gì? Tụi mày đi ra đi. Ủa làm gì vậy? Xong như nhà bắt một pháp vậy? Đi ra coi. Kêu ra đi nói chuyện với tao. Không ai bắt anh giờ. Cái em cũng vậy thôi gì Tú. Cái em với anh cũng vậy thôi gì. Không. Đi ra khỏi nhà. Dạ em tôi chọn em kêu nó đi ra về. Tại sao em muốn nó vậy anh? Tại vì nó không muốn vợ anh. Sao em biết không muốn vợ? Bây giờ em hỏi đi. Bây giờ em hỏi đi. Hỏi gì tụi mày tẩy não rồi. Cái gì may mắn gì mà tẩy não? Em biết nó đá hả? Tẩy não rồi nó mới vậy với tao đó. Đi ra nói chuyện với ai đứng đó nè. Đứng đó nè. Đứng đó nè. Em nói em muốn vợ nó đi đâu vợ đi. Mày đi về nấu cơm đi. Mày đi về nhà chưa? Mày ăn nhỏ đậu nhà tao quậy gì? Dạ tao không có nhìn cái mặt của mày nữa. Hả? Nói gì? Về đi mày, tại chị này thấy ra tại tụi mày. Tại tụi mày quá gì tại sao? Cái đầu tao cũng bên theo mày mà mày làm quá không có quá gì? Tao biết vậy từ ngay từ đầu tao không bao giờ kêu mày xuống luôn tiền. Để cho mọi chuyện nó có bùi ra vậy luôn á. Ủa tao không hiểu số của gì thành số. Mẹ thì xuống dẫn cái gì cho về đi mày sầm ra. Rõ ràng là em đã đuổi bọn nó đi trước rồi tất cả mọi mấy đứa anh biết nhưng mà nói là nó phải ở với anh. Mắc gì nó phải ở với anh. Ủa tao không nói với tao mày kỹ quá. Nhưng tao còn biết chưa. Mày tụi mày cứ nhớ là ngay từ đầu lúc mà quen nhau là hai đứa đều đồng ý. Còn bây giờ nó chia tay tao, tao không đồng ý là nó chưa có quyền. Tại sao lại chưa có quyền? Tại sao đồng ý giống như chị nhau. Mắc cười quá. Khi nào mà hai người cưới với nhau một bên không đồng ý thì lên tòa giải quyết. Còn đây là chia tay chỉ cần một bên. Chia tay một bên đi là anh chẳng có cái quyền gì mà anh giữ nó lại cả. Không có quyền, không có quyền thế nào. Anh nói gì nó. Ủa anh là người chung sống nó cũng lâu và lâu hơn em. Đủ để mà quyết định hơn em. Kệ anh. Nhưng mà giờ nó không có gì mà em hỏi ý kiến nó đi. Tao không muốn xảy ra. Tao nói tụi mày tẩy não rồi còn gì nó mới nói chẳng gì. Tụi mày đi ra đó, tao tự nhiên chọc cái gì nha. Mày càng ngày càng hồ đồ. Không ai mà phước hết làm sao với mày tại mày thôi. Tụi mày tự đi, tụi mày đi ra đó, tao tự chọc nó gì nha. Đi về đi. Nói là tao nói chuyện với anh rồi. Đi ra khỏi nhà tao. Đủ qua nha. Đủ gì. Nó là nó không muốn nói chuyện với anh rồi, anh đi về đi. Đi ra khỏi nhà được chưa? Có gì tự phạt nữa đó. Đi ra chưa? Có em cũng vậy với anh mà Tú. Em không nói với anh được cái nào mà Tú. Kêu anh em nha, nó gặp chuyện gì không rồi. Đi ra khỏi nhà được chưa? Nè. Tao cũng giải chồng nó mà cầm chổi. Do tụi mày làm lớn chuyện để cho ngồi tao kêu ba mẹ nó qua giờ á. Anh lớn chuyện á, bây giờ anh đi về. Giờ tao có về, từ nào mà về đi tao về. Thằng mặt dày, đưa đi về nhà của ông rồi, nó không thấy anh nữa. Lúc tụi mày lên nhà tao sao vậy? Ủa lúc đó tụi con như mày như bạn bè giờ hết rồi, dứt khoát rồi, mà nay đi sống đi. Giờ tao có về, tao ở đây cũng về. Ở đây mọi người kêu xe bắt chó tao bắt mày đó nghe. Trời ơi. Đi về đi trời ơi, nó không có về với anh đâu. Về với con bồ của anh đi. Về với em gái mưa nhà anh đi. Nó ở một mình nó buồn đó. Nó sợ ma đó. À với cả là nó sợ giơ tay giơ chân. Nó không biết nấu cơm đâu, về nấu cơm cho nó ăn. Với lại là nó không ăn được cay á. Mấy chân lỡ mấy nhà ăn cơm ăn mấy chân. Nấu ăn mà cay quá nó rụt vô mặt đó. Quét ra đây nó đâu có
cục gác ở đây nè. Cục gác ở đây nè. Giờ chồng. Cục gác ở đây nè bé Trinh. Tao bố đó. Trời ơi, quét luôn coi. Quét cục gác nó đi đi. Quét xong dọn cơm nha. Dọn ra hết ba nhiên cuốn luôn. Mày về đi, sao mình về ngồi nhà tao quậy trời. Dọn cơm cho ba mẹ nó về ăn hả? Kêu tôi ăn ra đi rồi nè. Quét cái đống trình hình nó đi ấy. Ủa, em kêu quét nhà giùm chị tiền thôi mà. Em nhớ là em từng ở nha nha. Em nhớ là đó. Ủa, anh có chửi em không? Anh có chửi em như con chó không? Anh có làm gì không? Ờ. Người ta bỏ tiền nha. Ủa, nhưng mà tao là người giữ điện thoại nhất. Nói như vậy nói gì đây, tao không sợ tình quản gì cho nó. Tao đi chấp nhận cho nó ở nhà tao mà bây giờ nó lại nói gì tao hả? Rồi nó có làm gì cho mày không? Làm gì là một chuyện, giờ không có nói tao nhớ trong nhà. Không, không có nói trong nhà tao chẳng có người làm. Trước khi mà nói không đang quét. Tao không thấy mặt mày trong nhà tao nha. Mày kia, mày kia đi ra đây. Để vậy đó. Là tao tự biết. Tao tự biết sao tụi mày cản không cho tao vô nó chuyện đó. Cái thằng nó chịu rồi mày không? Nó bảo là nó không muốn gặp anh. Tụi mày thì có trẻ tự 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 tao vô nó chuyện với nó. Nó bảo nó không muốn gặp anh. Nó bây giờ em bọn em cho anh vô anh đánh nó làm sao? Ai chịu trách nhiệm? Ủa hôm qua mình cũng xem tắt nó rồi chị. Xô nó. Thằng này không quánh là quánh thì chả có sợ đâu. Giờ nếu có tụi mày tao quánh cũng bay quánh à. Ghê vậy? Quánh thử xem. Nó tao, giờ kiểu ra nó chuyện đi. Nói em đang thách, anh nói anh thách. Kiểu ra nó tao có chuyện, nó tao có về. Ở đó đi, thôi mình đi vô xíu đi rồi mà. Lan thang không có chỗ ở, tao cũng cho ở đây vài bữa rồi.